Anh sửa khóa cho em đi. Không biết anh có phải là con trai không mà anh không sửa được nữa. Nói chung là anh không phải là không biết sửa mà là không thích. Nhưng mà anh phải sửa cho em chứ. Em là con gái mà, cửa phòng như vậy làm sao em ngủ được? Trời, làm sao trời, cửa phòng như thế làm sao mà không ngủ được? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên hai anh em cãi nhau ôm sùm vậy? Mẹ, mẹ thấy anh thấy ghét không? Cái cửa phòng con bị hư mà anh không chịu sửa cho con kìa. Trời, mẹ thấy nó vô lý chưa? Có cái cửa hư thôi mà thấy ghét rồi. Rồi thì lên tự sửa đi, đây không rảnh nha. Nhưng anh là con trai mà. Thôi, được rồi, bước qua đây. Bà nhỏ như con chí bén à, mà mỗi lần cãi lộn với anh Winner là cái miệng bà oan à. Có chuyện gì đâu, cái cửa phòng hư thôi mà, để đó mẹ sửa cho. Không, mẹ là con gái mà, chuyện nó nặng để con trai làm. Anh Winner, anh sửa cho em đi. Anh mà không sửa là em cắn anh đó nha. Thôi, Winner chiều em đi con, lên sửa cho em đi. Trời ơi mẹ, con có biết sửa đâu. Con biết sửa từ nãy đến giờ con đã lên sửa rồi. Để nó oang oang làm gì. Thôi được rồi, để đó mẹ sửa. Trong căn nhà này, mẹ vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là đàn ông, vừa là đàn bà. Để đó mẹ sửa hết cho, được chưa? Em này, anh thấy nhà mình chuyển đến đây là chính xác á, rất là yên tĩnh và thoáng mát. Dạ, em cũng thấy vậy. Mà hàng xóm dễ thương ghê anh, người ta hòa đồng lắm á. À anh ơi, cái cậu tên Tùng á, là nhân viên của anh hả? Đúng rồi, là nhân viên của anh. Thật tình cờ, anh cũng không biết là nhà cậu ấy cũng ở đây nữa. Nhưng mà anh nghe nói là cậu ấy sắp ra Đà Nẵng để nhận chức phó tổng rồi. Không biết gia đình cậu ấy tính sao nữa. Vậy hả? Ủa ba, thế còn gia đình của chú ấy thì sao? Chả lẽ cả nhà lại chuyển vào đấy. Mà con nghe nói á, là có em nào nói là con rơi của chú ấy á. Thế hả? Chuyện gia đình nhà người ta thì ba cũng không biết rõ lắm. Nhưng gia đình mình được như thế này, ba thấy hạnh phúc lắm rồi. Mẹ con thì ngoan hiền, đảm đang. Còn con thì mới thi đỗ đại học, ba rất ưng ý. Mà này, mấy chuyện đàn hát này thì chỉ là chơi cho vui thôi nhá. Chuyện học hành vẫn là chuyện chính đó. Vâng. Ủa, anh đi đâu vậy? À, thì xong hết việc rồi, anh chạy đi uống cà phê. Ủa, sao đi uống cà phê? Thì anh xong công việc hết rồi, anh đi uống cà phê chứ. Mới nói là gia đình hạnh phúc mà nghĩ sao bỏ hai mẹ con em ở đây rồi một mình đi uống cà phê. Thì rõ ràng là hạnh phúc quá còn gì. Anh chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, bây giờ chỉ việc hai mẹ con chơi thôi. Còn việc của anh là cà phê. Anh còn một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ gì nữa? Đây, việc của anh là quay phim cho gia đình mình. Cái gì? Anh này giám đốc rồi quay phim á? Có gì đâu, con của mình á thích làm một MV ca nhạc để post lên mạng. Mai mốt con làm ca sĩ nổi tiếng đó. Nhưng anh không thích nó làm ca sĩ nổi tiếng. Anh thích nó theo nghiệp của anh. Anh kỳ quá à. Đó là sở thích chính đáng của con mà, đam mê của con mà, có gì đâu mà sai trái. Em thích, em coi như nó đi. Anh, cái sở thích của con mà, chiều con đi. Bây giờ anh sao, không thích vui với gia đình đúng không? Có. Đi uống cà phê đi. Hai mẹ con em thôi cũng được. Trong gia đình này chỉ có hai mẹ con thôi. Rồi, hai mẹ con mình thôi. Coi như là chỉ có hai mẹ con mình trong gia đình này thôi. Tôi sợ bà quá cơ. Anh quay phim, còn em tung hoa. Ừ. Nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn. Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, cánh đồng. Mẹ, giống mẹ không? Giống mẹ rồi đó. Mẹ ơi, mà con thấy mẹ giỏi thiệt á. Mấy chuyện đó là của đàn ông á, mà mẹ cũng làm được luôn. Trời, đúng rồi mẹ. Con năm nay 17 tuổi này, cũng là đàn ông rồi chứ. Mà có những chuyện con không làm được như mẹ á. Mẹ mà. Ồ. Nay con cảm ơn ba rất nhiều. Vì đây thực sự là món quà rất có ý nghĩa đối với con. Đây nè, uống nước đi rồi hát tiếp ha.
cái gì vậy trời? Quay MV hả trời? Bộ người ta không biết gia đình hạnh phúc sao phải làm mấy cái trò đó hả trời? Mẹ ơi, con Ngọc Kẹo này hay con hát? Thôi. Chúc ăn tiếp. Lên thay đồ hai đứa. Sao vậy con? Hai đứa sao vậy? Sao vậy con? Tự nhiên sao hai đứa mặt buồn so vậy? Hả? Có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Mệt hả? Không, tại vì... Vì sao? À thôi, con lên phòng trước đây. Winner, có gì nói mẹ nghe coi. Winner. Công chúa của mẹ. Sao buồn vậy? Nói mẹ nghe nè, có chuyện gì hả con gái? Mẹ ơi. Hả? Mẹ con ước. Ước gì? Con ước là... Mẹ ơi, có phải ước mơ con không bao giờ thành hiện thực đúng không ạ? Ước mơ của con quá xa vời đúng không mẹ? Không có đâu. Thôi mẹ hiểu mà. Ước mơ của con chắc chắn sẽ thành hiện thực. Mẹ sẽ biến ước mơ của con trở thành hiện thực. Mẹ xin lỗi mà. Đã đến lúc mình phải dừng lại rồi. Chắc chắn là tụi nhỏ phải có một gia đình, phải thật sự có một người cha. Đúng, phải tìm cho mấy đứa nhỏ một người cha thật sự. Tin mẹ nha, mẹ sẽ đem cha về cho các con. Mạc Văn Khoa. Anh nhớ lý do mình chia tay không? Tại anh nói không nghe được một cái gì hết. Nghe anh nói anh thương em mà em toàn tưởng anh chửi em. Khoa, à chê, cái lý do mà mình chia tay nhau thiệt là đau đớn. Bởi vì em không muốn tiếp tục bị đánh nữa. Nhưng mà đau đớn tại người đánh em không phải là anh, mà là thiên hạ. Lần nào đi ăn với anh vô, người ta bưng ra, người ta nói chúc hai anh chị ngon miệng. Anh chê, ta đánh. Mà cái đó là tật bẩm sinh của anh mà, ta tưởng anh chê tại anh chê bị đánh. Đánh anh người ta đánh hôi luôn rồi em. Đau đớn. Quách Ngọc Tuyên à, dạo này còn bắn cá không anh? Nhìn mặt như vậy không thể nào là một người cha tốt rồi. Bỏ qua. Anh Thuận, ngày đó anh nói anh yêu em, rồi cuối cùng anh đi anh cưới con nhỏ liền nè anh Thuận à. Chứ bây giờ nếu không là anh là cha của hai đứa con em rồi. Anh Thuận biết cái lúc đồng tiền của anh. Tại sao thật sự cái cảm xúc mà gặp lại tất cả những người đàn ông mà đi qua cuộc đời mình nó khó thở quá.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ hãy để cho số mệnh quyết định. Chúng ai thì người đàn ông đó sẽ là cha của con em. Yêu không yêu, 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 yêu không yêu. Ai, nghĩa là ai. Mẹ mời hai đứa ngồi. Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Mẹ biết là trong thời gian qua ba mẹ con mình sống với nhau á, có nhiều lúc mẹ hết sức là khó khăn, rồi mẹ gắt gỏng, mẹ la mắng tụi con. Mẹ biết là tụi con cũng hết sức áp lực, nhiều lúc cũng giận mẹ, cũng buồn mẹ. Nhưng mà hai đứa có hiểu cho mẹ không? Thực sự là mẹ nhiều khi mẹ rối lắm, mẹ áp lực lắm. Mẹ không biết cách nào để nuôi dạy hai đứa con cho thiệt sự là tốt. Mẹ không biết cách nào là có làm như vậy là hai con có vui hay không. Đôi lúc mẹ tự hỏi bản thân mình á, mẹ có đang quá bất công và ích kỷ với hai đứa hay không. Mẹ biết là gia đình mình á không phải là một gia đình hoàn hảo. Thật sự là nó vẫn còn thiếu một điều gì đó. Thật ra là mẹ hiểu, mẹ hiểu. Winner, để mẹ nói hết. Cho tới hôm qua mẹ thấy hai đứa hết sức buồn và tổn thương, bản thân mẹ cũng tổn thương. Mẹ không muốn nhìn cái cảnh đó, mẹ không muốn nhìn hai đứa mà buồn bã như vậy. Nên mẹ đã có một quyết định. Mẹ sẽ tìm cha cho tụi con. Và mẹ tìm được người đó rồi. Mẹ tìm được người đó rồi. Chú đó tên là Nguyên. Chú có một đứa con gái cũng trà trạc tuổi Winner đó. Và một ngày nào đó nếu mà hai tụi con cảm thấy thích hợp thì mẹ nghĩ là mẹ sẽ cho hai tụi con gặp chú Nguyên. Và chú Nguyên và con chú Nguyên sẽ dọn tới đây sống chung với gia đình chúng ta. Hả? Mẹ nói cái gì cơ? Con là sao? Ủa sao tự nhiên mẹ lại bảo cái gì mà chú Nguyên lại còn đến nhà mình ở? Sao mẹ là cha của tụi con nữa? Thì đúng rồi. Tụi con không muốn. Cái gì vậy? Winner, con đừng nói dối mẹ. Cái ánh mắt hôm qua con nhìn gia đình của chú Công, nhìn cái ánh mắt đó mẹ biết là con thèm khát một người cha. Không phải là con muốn một cái gia đình hạnh phúc như chú Công, như cô Tình hả? Không mẹ ơi, mẹ làm sao nhỉ? Con nói cho mẹ nghe này, chuyện hôm qua là như thế này. Hôm qua con muốn là có một cây đàn này và có thể vừa đánh đàn vừa hát như anh Thành nhé. Mà tự nhiên mẹ bảo cái gì mà lại người cha xong gia đình hoàn hảo lắm nào? Con muốn cây đàn. Dạ. Chứ không muốn người cha. Chứ đại khái là như vậy. Con kinh đi. Mẹ sao mày nghĩ gì vậy? Thì hôm qua con có nói với mẹ cái ước mơ lớn lao nhất trong cuộc đời của con nhớ không? Mẹ ơi, ước mơ của con á là được anh Kẹo thỏa thích như anh Thành vậy á. Chứ mẹ có bao giờ cho con ăn kẹo đâu. Candy, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời con là được ăn kẹo thỏa thích. Dạ. Hai đứa con, đứa muốn đạn, đứa muốn kẹo, không muốn cha. Đợi mẹ xíu. Alo, em nè. Hả? Cái gì tự nhiên đăng ký kết hôn? Cái gì mà anh vội vàng quá vậy? Anh nói là cái chuyện đăng ký kết hôn là hệ trọng mà. Cái gì qua nhà em hả? Tự nhiên qua nhà em ở? Không phải. Bình tĩnh. Để em nói chuyện với con em, rồi em nói chuyện nhanh nha. Hai đứa ơi, giờ sao? Mẹ rối quá. Sao không nói sớm cho mẹ biết trời đất ơi. Thôi, mẹ bình tĩnh đi. Con biết là chuyện này mẹ làm cũng là vì tụi con. Và sợ bọn con mặc cảm tủi thân này nọ. Nhưng là lần này mẹ nghĩ hơi xa rồi đấy. Nhưng mà bọn con nghĩ rồi.
nếu mà trong gia đình mình có một người đàn ông để đỡ đần mẹ thì chắc cũng ok mà. Dạ đúng rồi, còn có thể sửa khóa cửa cho con nữa. Đúng rồi mẹ, còn có thể sửa điện đón trong nhà mình này, còn đỡ đần những việc nặng nhọc trong gia đình cũng được mà. Ồ mẹ sao mẹ? Ai đúng là mẹ cảm động quá. Nhưng mà thực sự bây giờ mẹ rối quá, mẹ không biết giải quyết sao nữa. Hai đứa có giúp mẹ được không hả? Thôi chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của con rồi, con đi chơi game đi. Cái gì, chúng ta là một gia đình mà sao ngoài tầm kiểm soát? Candy, Candy, con chỉ mẹ cách đi Candy. Anh cho em đi theo với. Candy, Candy, Candy. Chuyện cái gì vậy trời? Sao tự nhiên tự động tôi tự biên tự diễn vậy nè? Trời, đừng tới nha. Trời ơi, cô Linh ơi nè, cô Linh, cô Linh ơi. Tỉnh, bình tĩnh, bình tĩnh, chị Tình, bình tĩnh, có chuyện gì bình tĩnh? Không để bình tĩnh, Tình không để bình tĩnh đâu. Trời ơi. Chuyện gì? Con tôi. Thằng Đành á? Có chuyện gì? Nó bỏ nhà đi, nó về. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, cô Linh ơi. Cái gì thằng Thành nó bỏ nhà đi hả? Nó bỏ nhà đi, nó để lại bức thư này. Tôi phải làm sao? Tình ơi bình tĩnh, Tình. Trời ơi sao vậy? Hôm qua tôi mới thấy gia đình nhà chị hạnh phúc tính tinh tình tang ở ngoài công viên mà. Sao giờ bỏ nhà đi làm sao hả? Tính tinh tang vậy thôi chứ bên trong nó tàn tan tính tinh. Là sao? Tan tành. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thiệt sự hai cha con không hề hợp nhau. Chị nói sao? Hôm qua tôi thấy gia đình hạnh phúc, con thì đàn, cha thì hả quay phim rồi bà đứng rải hoa, mà bây giờ là sao ra nông nỗi này hả bà Tình? Vậy thôi chứ bên trong tan nát chứ không có giống như vậy đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Đàn hát rồi tính tính tình tan chứ thật sự nó tan tành nè. Trời ơi, sao gia đình bà bán bánh tráng dữ vậy? Thiệt sự nhiều lúc tôi có tâm sự mà tôi không nói ra được. Không, nếu mà mình có tâm sự thì thực sự mình phải nói. Mình phải nói hết ra để mình nhẹ nhàng, bà hiểu không? Thôi bây giờ cũng chẳng nói luôn. Là nhiều lúc tôi ước ao tôi được như cô Linh đây nè, sống một mình nuôi con thôi, không cần chồng, sống với một người chồng gia trưởng không hiểu con cái, khổ lắm cô Linh ơi. Bây giờ tôi phải làm sao hả? Người không biết làm sao là tôi nè. Con Gián kìa, con Gián kìa. Con Gián, con Gián, con Gián, con Gián, con Gián. Đâu, con Gián đâu? Tưởng hù được cao hả? Cũng có dễ dụ đâu nha. Ừ, coi như là dư giỏi. Chị Vy ơi. Gì vậy? Chị Vy coi nè, tự nhiên cái em đang đọc sách đào đào lại giật sách của em, đã vậy còn đánh em nữa chứ. Đừng có mà vu khống nghe chưa. Chị ơi em không có làm, tại vì con nhỏ này nó. Em á, lúc nào em cũng quậy phá hết trơn à. Kiếm chuyện với Diệt Thi hoài là sao vậy? Ăn đòn bây giờ đó. Alo. Ừ, sếp có về chưa em? Ừ, có gì báo anh liền nha. Rồi, cảm ơn em. Ủa, có chuyện gì vậy? Chú Tùng, chú coi đó, tự nhiên cái con đang đọc sách đào đào lại giật sách của con. Đã vậy còn đánh con nữa chứ. Có phải như vậy không hả Đào Đào? Nó cứ suốt ngày kiếm chuyện với con không mà ba. Con ở trong nhà này con cảm giác như là ai cũng muốn ăn hiếp con vậy á. Chị Vy còn đòi đánh con nữa đó ba. Nè 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 nè, em ăn nói cho đàng hoàng nha. Chị nói là chị chứ đánh em chưa? Chị chưa có đánh, nhưng mà chị có ý định đánh. Ba phải đòi lại công bằng cho con. Anh phải tin em chứ. Chú, con nhỏ này nó đáng sợ lắm. Thôi im đi, cho tôi một phút yên lặng được hay không vậy? Anh quá mệt mỏi rồi. Cái gia đình này từ khi nào mà trở nên bạo lực vậy? Muốn quýnh không? Quýnh tôi đi nè. Trút hết ra người tôi đi. Em á, đúng là một người đàn ông tốt. Để cảm ơn em, em cho anh xin ôm em một cái nha. Thôi anh ơi, mình đàn ông mà. Thôi, không cần đâu anh. Anh biết anh cũng đàn ông mà. Thì đàn ông ôm nhau là thể hiện sự cảm ơn dành cho nhau thôi. Nên nha, cảm ơn em. Anh Phước, anh Phước, anh Phước. Quay, 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 quay,
thì cảm ơn nhau, ôm nhau một cái thôi, sao ghê vậy? Ôm mà la ăn cướp là làm sao? Nè, muốn ôm ôm tôi nè. Thì ghê. Sao bên đây ba bị gì vậy ba? Bình thường, vui vẻ. Sáng sớm mình phải tràn đầy năng lượng con à. Ăn sáng đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Buổi sáng phải vui vẻ, tràn gặp năng lượng tốt tụi con. Nào, ăn nào, vừa ăn vừa cười nào. Đồ ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch. Nghe lén điện thoại khá là không lịch sự nha. Alo.